Ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên cho biết, đã có báo cáo về tình hình thủy sản nuôi lồng chết đột ngột tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y Phú Yên, nguyên nhân cá chết do thiếu oxy, ngạt khí độc. Cụ thể, khí độc ở đây do trời mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 2 khiến xáo trộn tầng đáy, cộng thâm trầm tích hữu cơ tích tụ lâu năm do chất thải của hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, khiến các loại khí độc ở tầng đáy thoát ra, tạo độc phát triển, khiến cá tôm chết. Trước đó, ngày 11 tháng 8, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh này nhận được thông tin, tại vùng nuôi thủy sản ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, có hiện tượng tôm hùm, cá nuôi lồng chết đột ngột. Qua kiểm tra, ước tính có 29.240 con tôm hùm các loại trên 200 lồng nuôi và 1.220 con cá các loại trên 185 lồng nuôi, chủ yếu cá mú, cá chẽm, chết đột ngột. Tôm hùm và cá chết không có các dấu hiệu bệnh lý. Còn theo ông Lê Hữu Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Yên, số lượng tôm hùm cá chết đột ngột trên thuộc 18 hộ dân, gây thiệt hại ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng. Trong đó tôm hùm thiệt hại trên 2,4 tỷ đồng, cá thiệt hại 45 triệu đồng.